Thôi tí ơi con đọc theo mẹ nè. A con cá. A con cá. B con bò. B con bò. U. Chữ U hả ta? A U là con. Chữ U là cái lu, mày tính nói con gì? Mày không có được nhuộm tóc và xăm mình, mày hiểu không? Cái đầu mày mà không có còn màu đen nữa thì mày đừng có bước chân về cái nhà này, mày hiểu không tí? Đói bụng quá. Nữa rồi trời. Tí ơi tí, dạo này á là ngoại coi trên mạng, ngoại thấy á tụi trẻ nó hay gọi cái gì mà tớp tớp bóp bóp đó, cái đó là cái gì vậy con? Trời trời, có hỏi gì trời? À, kiểu tớp á là kiểu ngoại thích người ta thì ngoại gọi là tớp, còn bóp là kiểu mình không thích người người ta thì mình gọi là bóp. À, ngoại đã hiểu rồi. Chào bác ơi, chào chị Tám Tớp nha. Trời ơi, dạo này chồng con gia đình sao rồi bà? I love you Tám Tớp. Ê con năm boss, con năm boss kia, cháu tao dạy là ghét A là nó là boss nha. Nha nha nha, tao ghét mày nha, mày trả tiền hụi tao liền nha. Mày tính quỵt thấy gì? Boss khùng, boss điên. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái điện thoại mày mới mua cho tao đó hả tí? Cái này mở khóa làm sao? Phay phay gì? Này là sao? Đưa mặt bạn lại gần để mở khóa điện thoại hả? Ủa con ơi, thấy ghê quá, ngoại mở cái gì? Cái thấy con quái hai trong đây nè. Ủa gì cái này camera đó hả, là cái này mặt ngoại đó. Ủa tự nhiên cái ngoại thấy cái Facebook của bà Tám nè, bây giờ ngoại muốn nhắn tin cho bà ngoại khoe là cháu trai của ngoại lớn lắm, nhắn sao? À là cứ nhấn vô cái mục nhắn tin rồi bấm cho bà thôi đúng không? Ồ để tao nhấn thử coi. Vô nè anh em ơi, vô nè, chuẩn bị cơm bát nè, chuẩn bị cơm bát nè. Thằng rừng đâu, trời ơi trời, thằng rừng đâu rồi? Bạn ơi cho mình chơi cùng với. Ra đi em ơi, không thấy đang căng thẳng hả? Không có mua vé số đi ra chỗ khác bán đi má ơi. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi cái là ví dụ bạn đi chơi net gì nè, là gia đình bạn biết không? Trời ơi, bả dễ gì biết, bà già nhà tôi không có biết đâu bạn ơi. Bữa mới chộp mấy 500 ngàn nộp game nữa, dễ gì bả biết. Giờ bả biết rồi đó. Ủa, mẹ. Tí đâu rồi, qua nhà nè, có gì hai bên Mỹ qua thăm nè. Sao á chị, tính cho tiền nó thôi. Đừng em giữ cho nó, con nít nó biết xài tiền đâu, nó ba mới cho tiền đúng không? Đưa đây mẹ giữ cho, trời đất ơi, mẹ lấy mẹ mua đồ ăn cho ăn. Trời ơi, tiền lì xì bữa nay có nhiêu vậy con? Đưa đây mẹ giữ cho, mẹ hứa mẹ trả lại không có lấy đâu. Tí ơi, tiền khỏi có tiền gì hết trơn á. Bây giờ hay là con lên Tiki con mua đồ, con được hoàn điểm Astra. Còn lời hơn là con đưa tiền cho mẹ nữa, khỏi có giữ gì hết trơn. Astra là cái gì vậy con? Đây để nói cho, trời đất ơi, khi mà mẹ mua hàng trên Tiki á, nó sẽ hoàn cho mẹ một cái lượng điểm Astra như thế này nè. Mẹ lấy cái điểm đó, mẹ đổi được những cái mã giảm siêu hồi luôn, chưa hết nha. Dùng điểm đó để free ship mãi không hết luôn đó. Mà điểm tăng có thể xin lời để đổi ra Tiki Su áp vào những đơn tiếp theo nữa đó mẹ. À, nghe hay quá ha. Trời ơi, mà dì ba mới cho mày tiền á, tao lấy hết trơn rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. À, la 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 la. Trời ơi, sao cái tóc ngoại càng ngày càng bạc vậy trời. Ngày mai tao đi nhuộm cái đầu đỏ mới được, quá trời chán rồi. Bà nấu cha mày. Trời ơi, nãy giờ cứ nghe cái mùi gì thúi thúi vậy ta. Thúi quắc luôn á. À, bà nấu cha ơi, chưa có đánh răng cả nhà ơi. Con, bữa nay trong trường đi học có gì vui không, kể mẹ nghe coi. Trời ơi, con đi học có mệt không? Cô có cho bài tập về nhà làm không con? Mày bị câm hả? Hay là mày bị dị tật mỏ, mày không nói chuyện được? Ui là trời, tao dùng cái mặt mày là tao vứt tập... Trời ơi con ơi, cái thằng tay ba lô ngoài đường á đẹp trai quá, bây giờ ngoại muốn xin chụp hình chung với nó, ngoại nói làm sao? Ngoại gặp thằng đó ngoại nói là can I take a picture with you, ngoại nói giờ nó hiểu à? Can you picture with... hiểu ngoại hiểu rồi, ngoại hiểu, bây giờ ngoại ra ngoại xin chụp hình chung với nó một cái nha. Hi, hello beautiful boy, nói gì quên rồi trời. Yumi, Yumi tạch, you know là tạch, you know là 20,000 lấy ảnh liền. Cả nhà ơi, hôm nay con làm bài thi được lắm luôn á, 10 điểm chắc. Vậy làm bài thi được hả con? Thì đi vô phòng đi, trời ơi la làng trong nhà hoài, tao mệt quá. Ôi đi ba làm bài được chỗ nào vậy, lần nào cũng nói gì hết trơn á, xong cái phát bài ra hả, giáo viên mắng vốn là dưới trung bình học ngu. Trời ơi, cháu ngoại làm bài thi bữa nay được hả? Chỉ là ngoại phải thưởng cho con rồi, ngoại thưởng cho con viên thuốc hồi chinh, không những là một viên mà là 10 viên thuốc hồi chinh. Mẹ, trời ơi, có nhỏ cháu bên Mỹ mới về Việt Nam thăm mẹ nè, trời ơi ra đây ngồi chơi với cháu nè. Nó nào vậy ta?
Trời ơi, nhìn như quái thai gì, nhỏ nào vậy ta? Cháu tao đó hả? Con chào bà nha, con là con của cô Tám nè. Cô Tám mà bên Mỹ mới về đó. Trời ơi con Tám là con nào? Trời sao cái nhà để khoái đếm số với tao quá à. Con 8, con 9, con 10. Trời ơi, để trời như số đề như rồi ai đây sao đó. Đâu để ráng nhớ coi, để ngoại già nhưng mà ngoại nhớ, ngoại để ngoại lục lại cái sơ đồ gia phả của nhà ngoại coi. Con 8, 8 là con của bà Chức. À, con của bà Chức. Đúng rồi, con là con của bà Tám, bà Tám là con của dì Chức đó, bên Mỹ đó. Vậy là ngoại nhớ không rồi đúng không? Không, ngoại không có nhớ. Ngoại giả bộ nói cho con vui á, mà ai về chúng á. Ngoại ơi, ngoại ơi, cho con nhờ một cái. Ủa? Hả? Nói cái gì? Ngoại đi xuống bếp á, coi giùm con coi là cái bếp điện á, con bật điện chưa? Vậy? Coi bói hả? Cái bếp điện. Gì? Điện con Năm lấy tiền hụi á. Ờ trời đất ơi, con Năm thiếu tiền hụi tao chưa trả đâu. Không phải, đi xuống bếp coi cái bếp điện á bật chưa để xíu nấu cơm ăn. À, bật cái bếp điện giùm con á. Trời ơi sao không nói mày, ố tao già nhưng mà tao biết bật. Mà nhấn đúng cái nút màu đỏ nha, nhấn sai nó nổ đó. Biết rồi, nhấn cái nút chứ gì. Trời ơi tao rành lắm mày ố. Trời ơi ba, cái bếp điện này ngoại rành muốn chết nè, nhấn cái nút một cái. 5 5 25 5 6 30 5. Ủa chết, chiến này rồi trời. Mày làm cái gì mà kiểm tra ngữ văn có 4 điểm vậy? Bởi má học thì không có lo học, suốt ngày ôm cái điện thoại chơi game hoài, tao tịch thu cái điện thoại đó. Có đâu, có học bài đàng hoàng mà tại vì á hôm bữa cô cho đề khó quá làm không có được. Nói mày học dở là tự ái mẹ nè, hồi xưa nha mẹ học siêu giỏi. Đến tận bây giờ mẹ vẫn tự tin nói với con là mẹ vẫn nhớ hết tất cả các kiến thức mà hồi xưa mà bằng tuổi con mẹ đi học. Mày làm giùm con cái đề đi nè, đọc đề rồi làm giùm con coi con làm được không. Cái đề đi coi làm sao 4 điểm. Phân tích nhân vật chị Dậu. Chị Dậu hả ta? Chị Dậu là con nào trời? Dậu, Dậu là gà. Sao nghe tên giống con Dậu mà hồi xưa đi đá gà trong xóm vậy ta? Thôi tầm bậy, cái này môn ngữ văn người ta đàng hoàng. Chị Dậu, á à, chị Dậu là cái con mà ăn cắp nỏ thần của Trọng Thủy đúng không? Dạ alo, tôi nghe. Dạ tôi là mẹ Phước Hậu đây cô, sao á cô? Cái gì? Thằng này nó học sinh trung bình hả cô? Trời ơi! Tí đâu mà chiến này mày chết với tao, tí ơi! Rồi chuẩn bị vô nè, tập trung đồng đội vô nè. Ui da đau bụng quá mẹ ơi con. Alo, anh là bên sửa ống nước đúng không? Trời ơi tôi nói anh nghe nè, cái ống nước nhà tôi á mấy ngày nó hư. Hư sao hả, để tôi kể cho nghe nha. Alo, bà Tám á, tôi nè, bà ngoại nè bà. Hôm bữa bà tâm sự với tôi là bà bị nhức đầu đúng không? Trời ơi tôi hỏi bác sĩ rồi, bà bị nhức đầu á là tại vì cái lỗ bà tại quầy. Nghe cô chào lớp nha. Cái lớp này nay gặp tôi là chết rồi. Tôi là tôi khó lắm, em khỏi có quyền mà lật tài liệu với tôi. Hey. Ô, tôi xin lỗi Gác Thi, gọi biết rồi Gác Thi cha. Alo chị, em nghe nè. Em đang đi chấm thi tụi nhỏ. Cái gì? Nó ngoại tình hả trời ơi, em nói chị ngồi ngay từ đầu là nó ngoại tình, thấy thằng chồng nó lâu lắm rồi mà giờ mới khui ra đó. Ủa? Ồ mấy em ha, cô xin lỗi nha. Nhưng mà em nói chị nghe rồi là nó ngoại tình. Hai đứa cho cô hỏi cái gọi là dưới trường mình có bán bánh tráng trộn không? Cô tính nhờ mấy em mua giùm á để cô đưa tiền cho. Mấy em đang tập trung làm bài hả? Ờ quên, cô xin lỗi. Em, cái em nam bằng đầu. Sao mà còn nhỏ mà chơi blue đì vậy, cô mới thấy em chơi blue đì á. Mẹ Blue cái gì nữa, kêu tao hoài. Thí dụ mẹ có bao giờ tưởng tượng là con làm con gái sẽ trông ra sao không trời ơi? Ờ cũng có, lo tao cũng hay tưởng tượng. Nè lên đây cho coi nè. Ôi hay quá ha, trời ơi gái mặt như đàn ông vậy. Mà mày làm sao vậy, chỉ tao coi. Ba cái này dễ mà trời, con chỉ cần lên Hello Face là con chèn vô được rồi. Mẹ muốn không, con ghép cho mẹ làm idol Hàn Quốc hả? Trời đâu ghép mặt mẹ vô idol Hàn Quốc thôi rồi. Sao mày ghép tao vô mặt đàn ông? Không, tại vì trong nhà mẹ hay la con á, con thấy mẹ đàn ông quá cho nên là con muốn thử coi là mẹ thấy vừa mẹ làm đàn ông mẹ sẽ trông ra sao. Rồi bây giờ mọi người lên App Store tải Hello Face về nha nè. Mình có lễ cái màn hình ở đây nè mọi người. Mọi người lên App Store tải Hello Face về xong rồi ghép mặt mình vô nha má. Ghép mặt con bạn mình vô. Dạ alo tôi nghe. Dạ tôi là mẹ Phước Hậu đây cô, sao á cô? Cái gì? Thằng này nó học sinh trung bình hả cô? Trời ơi! Tí đâu mà chuyện này mày chết với tao, tí ơi! Rồi chuẩn bị vô nè, tập trung đồng đội vô nè. Ui da đau bụng quá mẹ ơi con. Alo, anh là bên sửa ống nước đúng không? Trời ơi tôi nói anh nghe nè, cái ống nước nhà tôi á mấy ngày nó hư. Hư sao hả, để tôi kể cho nghe nha. Alo, bà Tám á, tôi nè, bà ngoại nè bà. Hôm bữa bà tâm sự với tôi là bà bị nhức đầu đúng không? Trời ơi tôi hỏi bác sĩ rồi, bà bị nhức đầu á là tại vì cái lỗ bà tại quầy. Quá yeah.
hình như là bạn đang chán việc chạy deadline và làm bài tập về nhà một mình. Cảm giác ngồi chạy deadline một mình trong phòng rất là đáng sợ, và ngày mai phải nộp bài tập về nhà rồi. Anh đang rất là hóa điên vì bài tập về nhà vẫn chưa làm xong, và từ sự việc trên mà trở thành một con khỉ vì không thể giao tiếp với loài người được. Vậy nên bạn nên chọn bindoctor.uk, một trang web mà bạn có thể làm bài tập về nhà và chạy deadline cùng với những người khác. Rồi, thì đây là cái giao diện của bindoctor.uk nè mọi người. Tại đây thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái phòng học để mọi người có thể học chung cùng mọi người nha. Thì bây giờ ta thấy cái phòng rạp xiếc trung ương này có vẻ vui nè má. Bây giờ ta sẽ nhấn vô đây để coi là mọi người học trong đây là cái gì nha. Wow, nhấn vô một cái là mọi người có thể thấy mặt được mọi người luôn nè mọi người. Thì ở trong đây mình có thể giao lưu trò chuyện cũng như là có thể chat với mọi người và có thể show cam để trò chuyện cùng mọi người luôn nha mọi người. Nè, bây giờ ta sẽ nhấn là hello mọi người để chat tao giao lưu rồi đó, nói đi, giao lưu kết bạn bốn phương đó, gửi rồi nè má. Rồi bây giờ thì vào bin doctor để chạy deadline cùng với mọi người nha. Má đi, tao kể cho nghe cái này, tao là một đứa nha rất là ngộ luôn. Kiểu má tao là một đứa nha rất là tin vô tarot luôn, cho nên là cứ mỗi khi 3 tháng tới là tao sẽ bắt đầu coi tarot để tao coi là 3 tháng tiếp theo tương lai của tao nên cần những cái gì và tao cần định hướng gì cho tương lai của tao. Thì khi mà coi má là người ta sẽ tư vấn, người ta cho mình lời khuyên là mình coi là mình nên cần làm những cái gì trong tương lai để mình hấp thụ được những cái năng lượng tích cực. Người ta coi tarot cho tao nha, người ta tư vấn tao cái gì đó là trong não tao gì nè, quên mày, quên cho tao, mày quên đi, quên nó mới xảy ra. Còn bà nội tốn tiền đi coi tarot, xong cái bà nội kêu quên, bà nội quên, cái bà nội quên thiệt luôn, xong cái người ta nói gì không nhớ, xong cái tương lai mù mịt luôn. Mà cái nào má su su ấy nha, là tao nhớ dai lắm, không còn tương lai nữa. Bởi tao mới nói là má này má bị khùng á chứ phải má là người bình thường. Tao thì tao hay coi tarot của chị Huỳnh Nhi á, chị này thì coi kiểu thực tế và lại cho mình những cái lời khuyên hữu ích lắm luôn á, mọi người nên xem thử nha. Ba ơi, ba, cái bà nội cha mày tí ơi là tí, tại sao lúc nào kêu ba cũng là la làng vậy con? À ơi, tao nói hai con mới mua bộ đồ tặng cho ba nè, bày đặt quà cáp nữa chi cho tốn tiền quá. Đồ vô đi nè, trời đất ơi tao khoái đồ vô đi lắm, sao biết vậy nè, con nè tao đang mặc cái bộ lô của vô đi luôn nè. Biết là thích mới mua đó, mà đâu có phải là ba thích không đâu, con cũng thích nè, nguyên một cái áo vô đi nè. Để tao khui quà đồ con trai tặng thôi. Ba khui hàng lẹ đi, sao mà mặc đồ vô con coi thử coi hợp không. Mày hả, tao mê đồ vô đi lắm. Tao nói hả, phơm nó mát quá trời luôn nè, cái áo nó mát mà cái quần nó phơm chuẩn, nó lên tôn dáng quá trời luôn nè. Thôi đẹp ghê, hay đúng là cha con mặc đồ vô đi vô đẹp ngang ngang nhau không. Mà đồ này con lấy tiền ai mua vậy, con tự lấy tiền con mua đúng không? Con lấy tiền của ba trong cái thẻ tín dụng á, con cà thẻ con mua đó.